Được bắt đầu sớm và chúng ta cũng kết thúc sớm. Thì Hoàng Anh cũng như mọi những buổi Zoom khác, và Hoàng Anh xin giới thiệu, Hoàng Anh là MC của chương trình và hiện tại cũng đang là một trong những nhà đầu tư cũng như là một trong những người đang chạy hệ thống tại thị trường Hà Nội với C2X trên Việt Nam. Và hôm nay cùng với cả các lãnh đạo và quý nhà đầu tư, các anh chị khách mời của chương trình, là một C2X trên cũng là một trong những cái dự án mà đang rất là hot và đang rất là mới để quý nhà đầu tư anh chị đón nhận cái cơ hội của năm 2022. Và đó là một cái đề cập xu hướng phát triển rất là mạnh mẽ của thế giới hiện nay về cái thị trường crypto, cũng là một trong những cái thị trường và nền tảng nền kinh tế rất là thịnh vượng và đột phá của năm 2022 cùng với cả C2X Chain Việt Nam. Và trong buổi Zoom ngày hôm nay chúng ta gồm có những cái nội dung cũng như các buổi Zoom trước, đó là chúng ta sẽ nói đến nền tảng của C2X Chain và những cái cơ chế khi mà chúng ta tham gia. Ví dụ nền tảng như là C2X Chain là gì, C2X Memecoin là gì, C2X NFT là gì, C2X Metaverse là gì, C2X Web3 là gì, C2X GameFi là gì, C2X The App Wallet là gì, C2X Blockchain là gì. Và tất cả đều có trong những cái chia sẻ chương trình buổi Zoom ngày hôm nay cùng với các lãnh đạo, đó là lãnh đạo Lê Hùng, lãnh đạo Cao Hải và lãnh đạo Hoàng Kim Tới. Và sau đây thì Hoàng Anh xin giới thiệu, đó là lãnh đạo Lê Hùng. Anh cũng đang là một trong những đầu live Việt Nam hoàn chịu trách nhiệm và chạy thị trường C2X trên Việt Nam. Anh cũng có rất là nhiều năm kinh nghiệm trong ngành hệ thống crypto. Anh sẽ chia sẻ cho chúng ta biết về cái lộ trình của C2X Chain. Chúng ta sẽ hiểu rõ hơn cái lộ trình và nền tảng của C2X Chain Việt Nam. Hoàng Anh xin mời anh Lê Hùng ạ, sẽ chia sẻ cho chúng ta biết nền tảng của C2X Chain ạ. Anh Lê Hùng đâu rồi ạ? Anh Hải ơi! Sao tắt à? Ồ, alo, alo, anh Hùng nghe rõ không? Rồi, mọi người, anh Hải nên tắt mic của em. Anh Hải cứ ngồi tắt mic rồi đang nói cũng bị tắt mic của mình. Rồi, ok. Xin lỗi cả nhà, tại vì tắt tổng, tắt tổng. Rồi, sẽ đồng cử trí ra cho em. Hiện tại thì em Hùng cũng đang làm việc với anh chị, thì em Hùng cũng đang chơi trên xe. Thứ nhất là cũng mới từ Vũng Tàu lên Sài Gòn để chuẩn bị mà cho hỗ trợ cho thị trường Sài Gòn, nên là cũng dâm cùng với anh chị luôn. Nhất là lời đầu tiên thì cho em Hùng chúc tới tất cả các anh chị trong buổi tối ngày hôm nay một lời chúc sức khỏe và có thật nhiều năng lượng, cũng như là chúng ta sẽ nắm được về cái thông tin của Sizu Chain và cũng là nền tảng và hệ sinh thái của Sizu. Và cũng như thường lệ là thứ ba hàng tuần và thứ năm, thứ bảy thì thứ ba và thứ năm, thứ ba và thứ bảy chúng ta sẽ dâm cho toàn bộ thị trường Việt Nam và cho tất cả những nhà đầu tư đã đầu tư và chưa đầu tư cũng như đang tìm hiểu về Sizu, để chúng ta cùng nắm và cùng hiểu về cái nền tảng Sizu là gì. Cái ngày hôm nay chúng ta đạt kết quả cao nhất trong cái việc đầu tư và phát triển anh chị ạ. Và cũng như là Hùng có thông báo ở trên nhóm về dâm, thì trên dâm thì khá là nhiều anh chị không đọc hết cái phần dâm, thì em có ghi rất là rõ đó là gì ạ, đó là 19:50 sẽ mở phòng râm và 20:10 thì chúng ta sẽ đóng râm. Đấy, thì để anh chị lưu ý lại cái này nhé, để khi anh chị đọc những cái nội dung về râm á, thì anh chị cố gắng làm sao mà chúng ta hướng dẫn cho nhà đầu tư, với lại làm sao anh chị đọc hết được tất cả cái nội dung trong râm hôm nay là cái gì, thì anh chị sẽ thấy được mọi cái thời gian nhé anh chị.
Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị trong buổi tối hôm nay chúng ta đã cùng nhau đó là sắp xếp cái thời gian để chúng ta tìm hiểu về Sisu và cũng như là cùng nhau đó là nắm được cái nền tảng mà chúng ta đang đầu tư và chúng ta đang tìm hiểu đầu tư như là Sisu Chain. Thì để không mất cái thời gian của anh chị thì Hùng sẽ vào cái nội dung chính luôn. Thứ nhất là hôm nay Hùng cũng sẽ chia sẻ anh chị về nền tảng của Sisu là gì, hệ sinh thái của Sisu Chain là gì và cái lộ trình phát triển của Sisu để cho tất cả các anh chị cùng nắm được nền tảng của Sisu nha anh chị. Rồi, ok anh chị. Thì như anh chị thấy được là đây là cái nền tảng web của Sisu Chain anh chị nhá. Đấy, thì đây có cả những anh chị đã biết về Sisu rồi, đang đầu tư Sisu rồi và có những anh chị thì mới bắt đầu đầu tư Sisu và cũng như là mới đang tìm hiểu về Sisu Chain. Thì anh chị thấy được đây là cái nền tảng về website của Sisu rất rõ như anh chị, ở đây thì nó có cả ngôn ngữ tiếng Việt nên là những anh chị nào mà vào trên website là sisu.vn, anh chị đọc về tất cả những cái thông tin về nền tảng Sisu, về lộ trình phát triển Sisu hay là những cái hợp đồng thông minh của Sisu và những cái trang mạng xã hội thì ở trên website đều có hết, anh chị chỉ cần chọn là cái ngôn ngữ tiếng Việt thôi. Đấy, ở đây chúng ta có ba ngôn ngữ, đó là ngôn ngữ tiếng Anh, ngôn ngữ tiếng Hàn và ngôn ngữ tiếng Việt. Thì chúng ta sẽ đọc được hết toàn bộ cái hệ sinh thái và lộ trình phát triển cũng như tất cả mọi thứ trên website cho anh chị. Sisu là một nền tảng họ rất là minh bạch. Rồi. Thì cũng xin chia sẻ với tất cả anh chị thì Sisu Chain họ phát triển từ Hàn Quốc. Từ Hàn Quốc anh chị. Thì hiện tại Sisu đang phát triển khoảng tầm 6 quốc gia trên toàn cầu. Trong đó có thị trường Việt Nam. Thì anh chị cũng có thể vào những cái kênh truyền thông như là trang Telegram bên góc trái anh chị thấy, hay là trang Twitter, hay là YouTube, hay là Facebook của Sisu, thì anh chị cũng sẽ thấy được tất cả mọi thứ, kể cả hình ảnh những cái hội nghị của quốc tế hay là của các nước. Đấy, hoặc là anh chị vào những cái trang truyền thông đấy, anh chị sẽ nắm được là Sisu của chúng ta đang phát triển trên thị trường toàn cầu và trong đó có thị trường Việt Nam chúng ta. Thì Sisu chính thức là phát triển cộng đồng toàn cầu và bắt đầu cho nhà đầu tư thị trường khi chúng ta tiếp cận với Sisu và mua Sisu. Thì bắt đầu phát triển là chính thức là ngày 20 tháng 12 năm 2021 nha anh chị. Năm 2021. Đây là chúng ta mất mấy tháng đấy ạ. Rồi vậy thì anh chị thấy được là anh Hải ơi kéo xuống cho mình trong chính ạ. Rồi, khi anh chị tìm hiểu về Sisu thì bên góc tay trái anh chị có tất cả những cái trang truyền thông mạng xã hội, thì anh chị vào đây để anh chị có thể là vào đây để anh chị tìm hiểu về cái thông tin cũng như là tất cả những cái truyền thông của Sisu và những hình ảnh hay là video của Sisu trên nha anh chị. Vậy thì Sisu họ đi theo hướng thứ nhất là anh chị sẽ thấy được này, tại sao cái chữ là Sisu Meme Coin, đúng không ạ? Tại vì Sisu đang phát triển theo thị trường đó là meme, giống như là Shiba Inu ấy anh chị, giống như Shiba đấy ạ. Thì Sisu họ phát triển theo cái nền tảng đó là cái thị trường đó là meme, tại vì nó sẽ khá là hợp cho cái việc đó là phát triển cái vật phẩm NFT và cái thị trường đang là một cái xu hướng rất là lớn, đó là về xu hướng của là thị trường meme anh chị nhé. Rồi vậy thì với website của Sisu Chain thì bên góc phải như anh chị thấy là đối với những cái anh chị để ý là cái phần tải xuống ứng dụng này màu vàng này, thì đối với hệ điều hành Android anh chị, đối với hệ điều hành Android thì anh chị có thể tải cái ứng dụng của mình về cái chiếc điện thoại của mình để chúng ta có thể sử dụng trực tiếp trên ứng dụng được anh chị nhá. Còn hệ điều hành iOS thì chưa, công ty chưa tích hợp, có thể là sắp tới công ty sẽ tích hợp luôn hệ điều hành Android về cái ứng dụng này. Rồi về góc phải thì anh chị thấy một cái là chỗ góc phải là hợp đồng về thông tin mã thông báo, anh Hải bấm vào đấy chưa đấy, đúng không ạ? Vậy thì Sisu đang ký hiệu biểu tượng của Sisu đó gì, NFT0. Và Sisu có hợp đồng thông minh, hiện tại là Sisu đang chạy trên blockchain của BNB Smart Chain nha anh chị. Đấy, anh chị thấy không ạ? Khi bấm vào hợp đồng thông minh thì nó sẽ công ty là công bố luôn cái tổng cung, tức là tổng lưu lượng cung của Sisu Chain. Đó là STU là 589,736. Đấy, anh chị thấy không ạ? Đó là gì ạ? Đó là tổng cung. Là em lấy làm tròn đi. Đó là 589.000 tỷ. Và tiếp theo bên tay phải của anh chị thấy được đó là gì ạ? Đó là cái hợp đồng của mình. Bởi vì bất kỳ một cái nền tảng token nào thì đều có một cái hợp đồng riêng của họ, một số định danh họ, để làm gì ạ? Đó là phân biệt được token của chính nền tảng và phân biệt token là anh chị nhá.
và cái số tập phân đó là 18. Vậy thì tại sao ngày hôm nay Sisu lại công bố minh bạch ngay từ ban đầu? Thứ nhất là vì kế hoạch của Sisu Trend là tới đây Sisu cũng sẽ có những cái đơn vị về trong cái thị trường crypto này, đó là những cái đơn vị về kiểm toán cái token đó, cái nền tảng đấy. Nên chính vì điều đó mà Sisu đã minh bạch ngay cái tổng cung từ đầu và minh bạch luôn cái blockchain của mình đấy, trên đang chạy trên cái hợp đồng thông minh đấy. Để làm gì ạ? Để tới đây là Sisu cũng sẽ có cái kế hoạch đó là gì ạ? Đó là kiểm toán trong cái thị trường crypto này anh chị nhé. Ví dụ như đơn vị Citic hay là một số đơn vị thì trong cái thị trường crypto thì họ sẽ kiểm toán cái token của Sisu Chain và cái nền tảng của Sisu anh chị. Rồi thì đó là tổng cung và hợp đồng thông minh thì Sisu công bố rất là minh bạch trên cái sổ cái của BSC Scan anh chị, thì anh chị có thể tìm hiểu thêm trên cái thông tin. Rồi vậy thì cái đặc biệt ở website này á, anh chị nhớ đặc biệt của Sisu này là Sisu, cái website của Sisu nó khác biệt một chút so với một số cái website bên ngoài. Và bên ngoài thì anh chị sẽ thấy được rất ít website mà có những cái điều khác biệt như Sisu Chain. Thì anh chị sẽ thấy đó là gì ạ? Đó là Sisu Chain nó được bảo lưu mọi quyền. Thì anh chị bảo lưu mọi quyền website. Thì hãy kéo giúp em cái phần dưới để cho mọi người thấy. Đây là sự khác biệt của Sisu. Rồi anh chị thấy không ạ? Đó là chính gọi là điều khoản và điều kiện. Đó là chính sách bảo mật. Chính sách bảo mật. Đấy, cho anh Hải bôi màu xanh anh chị. Thì ở cái web nền tảng website của Sisu, rất ít website trên thị trường có điều này. Chỉ có là cái khóa trên chính website thôi. Còn để mà có bảo lưu mọi quyền, đó là tính chất bảo mật và chính sách bảo mật. Như Sisu trên là rất là ít nha anh chị, rất là ít. Bởi vì ngày hôm nay Sisu họ tập trung về phát triển về sàn giao dịch, về sàn giao dịch nha anh chị nhé. Chính vì điều đó mà ngày hôm nay Sisu, chính cái website của Sisu luôn, thì họ đã có các điều kiện và cũng như là về chính sách bảo mật của họ rất là cao, rất là cao. Đó là Sisu, cái website là được bảo lưu mọi quyền, bảo lưu mọi quyền luôn nha anh chị. Đó là cái mức độ bảo mật của họ là độc quyền, bảo quyền chính website này. Để thứ nhất đó là đảm bảo cho người dùng, đảm bảo cho nhà đầu tư khi sử dụng tài khoản và giao dịch trên chính cái nền tảng web của Sisu Chain anh chị nhé. Đó là thứ nhất. Thứ hai đó là tránh bị hacker. Thứ ba nữa là tránh về cái chuyện là nhái hay là kia. Thì Sisu đã bảo mật cái website của mình, đó là bản quyền mọi thứ và bảo lưu tất cả mọi quyền. Và đây là chính sách bảo mật cao nhất về nền tảng website anh chị, nhằm mục tiêu đó là gì ạ? Bảo vệ cái cho nhà đầu tư của chính Sisu, cho chính cộng đồng của Sisu về những cái tài khoản và giao dịch cũng như là chính cái tài khoản cá nhân của nhà đầu tư anh chị nhé. Rồi thì đó là về nền tảng website, anh chị sẽ thấy được đó là một cái nền tảng thực sự nha anh chị. Ngày hôm nay chúng ta đang đầu tư vào cái nền tảng, đó là nền tảng về web, họ bảo mật rất là cao cho chính mình, rồi chính nhà đầu tư của mình anh chị nhé. Rồi vậy thì đây là hệ sinh thái của Sisu là gì và nền tảng của Sisu lớn như thế nào, thì anh chị thấy cái hình này không ạ? Đấy, cái hình này thì em gửi lại chứ em có ấy lại để cho anh chị thấy. Thứ nhất là anh chị lưu ý cho em, đó là đồng Sisu. Sisu là token có nền tảng về sàn giao dịch anh chị nhé. Vậy thì chiến lược và phát triển của Sisu là gì, nền tảng của Sisu là gì? Anh chị lưu ý cho em một chút, đó là Sisu là nền tảng về sàn giao dịch Sisu Chain anh chị nhé. Đấy, vậy thì anh chị thấy là chỉ là Sisu.chain, tại vì Sisu đó là phát triển về sàn giao dịch. Vậy thì khi mà họ phát triển về sàn giao dịch thì họ tạo ra, họ phát triển thêm một cái sản phẩm, đó là Sisu, gọi là token Sisu, để phát triển cộng đồng cho sàn giao dịch Sisu Chain. Cũng giống như cách đây 6 năm anh chị thấy được, gần nhất là anh chị thấy được đó là sàn Binance, đúng không ạ? Khi mà Binance họ phát triển về sàn giao dịch Binance thì họ tạo ra một cái token đó là BNB. Và khi họ tạo ra BNB thì bắt đầu là cho cộng đồng những ai đăng ký trên sàn Binance và KYC tài khoản và xác minh tài khoản thì sẽ được tặng miễn phí bao nhiêu đồng BNB. Và sau đấy nó tạo nên cái giao dịch, và chính vì điều đó mà ngày hôm nay sàn Binance là một trong những cái sàn giao dịch thị trường crypto trên toàn cầu có khối lượng người dùng và khối lượng giao dịch cũng như là người dùng trên chính cái website, chính cái nền tảng của Binance nó rất là lớn, hiện tại là lớn nhất toàn cầu luôn nha anh chị. Vậy thì ngày hôm nay Sisu Chain cũng đang đi hướng đó là sàn giao dịch. Chính vì điều đó mà Sisu Chain tạo ra đồng Sisu. Và đồng Sisu sẽ là nơi mà tạo nên cái cộng đồng cho Sisu Chain và tạo nên cái lợi nhuận và giá trị cho chính cộng đồng của Sisu Chain anh chị nhé. Đó là thứ nhất.
cái nền tảng kế tiếp thứ hai là anh chị thấy được đó là Sisu về NFT. Sisu NFT thì 766 ngày nữa, 60 ngày nữa thì anh chị sẽ thấy cái hệ sinh thái đầu tiên của Sisu Chain, đó là về NFT, về những cái vật phẩm NFT. Vậy thì NFT là gì? Thì anh chị có thể về gõ lên Google hoặc là Tory để hiểu thêm về cái ngôn về cái định nghĩa của NFT, tại sao nó là một cái xu hướng mạnh mẽ của năm 2022 trở đi, tại sao nó lại tạo nên một cái sự phát triển mạnh mẽ như thế và tạo là cái thị trường mà tạo nên lợi nhuận rất lớn, đúng không ạ? Vậy thì NFT nó là một số định danh duy nhất, đó là không thể thay thế, chính vì và nó gắn lên những cái vật phẩm, những cái bức tranh nghệ thuật để gì ạ, đó là tạo nên cái sự gì độc nhất. Cũng giống như ngày hôm nay anh chị em mình có thể là trùng họ và tên, ngày tháng năm sinh, nhưng mỗi anh chị sẽ có một số định danh riêng, đó là số căn cước, đúng không ạ? Vậy thì nó là duy nhất nên nó tạo giá trị rất là lớn anh chị. Vậy thì 66 ngày nữa anh chị sẽ thấy được Sisu Chain sẽ chính thức đó là ra mắt 8.000 vật phẩm NFT, đó là những chú chó Sisu có những hình hài khác nhau, đúng không ạ? Và sẽ ra mắt đó là cái token của NFT, đó là SFCA mà anh chị đang thấy trên màn hình, đúng không ạ? Thì cái token này nó sử dụng trong thị trường NFT và những cái vật phẩm NFT của Sisu Chain. Vậy thì khi Sisu Chain ra mắt cái sản phẩm, cái vật phẩm NFT này thì với công ty cũng sẽ bán 8 vòng và mỗi một vòng nó là 1.000 đô và sẽ tăng lên 1.000 đô một vòng anh chị nhé. Khi mà công ty public lên thị trường bắt đầu bán trên toàn cầu thì cái vòng cuối cùng nó sẽ là 10.000 đô cho một cái vật phẩm đấy. Vậy thì anh chị thấy không ạ? Sisu ngày hôm nay chúng ta đi về sàn giao dịch và Sisu họ phát triển cộng đồng và tạo nên hệ sinh thái ngay lập tức. Đó là ngay trong đồng hành cùng với cái sự phát triển của sàn và sự phát triển của Sisu và cộng đồng để tạo thêm cái lợi tức, cái lợi nhuận cho chính cộng đồng của Sisu và tạo nên cái dòng tiền cho Sisu Chain để phát triển nền tảng và quảng bá trên toàn cầu về cái hệ sinh thái của Sisu Chain. Đúng không ạ? Vậy thì anh chị thấy được đây là cái hệ sinh thái khá là lớn, một cái nền tảng khá là lớn anh chị. Và sau khi họ phát triển xong cái nền tảng NFT về cái chợ trao đổi NFT và họ bán xong tất cả những cái lưu hành, tất cả những cái vật phẩm của NFT xong thì họ sẽ chính thức đó là gì ạ? Đó là ra về cái hệ sinh thái cái tiếp, đó là bất động sản ảo anh chị nhé. Bất động sản ảo thì nó trong thị trường đó là Metaverse. Yeah. Vậy thì Metaverse là gì? Metaverse là gì thì anh chị, nó là gọi là vũ trụ ảo trên không gian mạng. Thì chúng ta có thể kinh doanh trên đấy, chúng ta có thể làm mọi thứ gì nó và tạo lợi nhuận trên đấy. Vậy thì để anh chị hiểu hơn cái từ Metaverse là gì, tại sao ngày hôm nay tập đoàn Facebook hay là Citibank hay là Google và những ông lớn trên thị trường họ đang nghiêng về thị trường Meta lớn như thế, Metaverse lớn như thế, đúng không ạ? Thì anh chị sẽ thấy được là như năm vừa rồi Facebook đổi tên là Facebook thành là Meta. Vậy thì anh chị tìm hiểu thêm Google để làm gì, để chúng ta hiểu thêm cái thông tin và chúng ta nắm tại sao ngày hôm nay những ông lớn lại chọn Meta, lại xâm nhập vào thị trường Meta, xâm nhập vào thị trường vũ trụ ảo. Vậy thì ngày hôm nay Sisu của chúng ta đang đi với một xu hướng rất là mạnh mẽ, đúng không ạ? Đó là một cái xu hướng của Meta, có xu hướng của thế kỷ Internet sắp tới anh chị nhé. Ngày hôm nay anh chị em mình đang sống, đang làm với một cái đó là gì, nền tảng web 2 và mạng xã hội. Thì thế kỷ kế tiếp anh chị sẽ thấy được đó là gì ạ? Xu hướng mạnh mẽ của thế kỷ Internet web 3, 3.0 và Metaverse, cũng nghĩa là NFT, đó là vũ trụ ảo anh chị nhé. Vậy thì ngày hôm nay Sisu Chain đang đi đúng xu hướng và đi bước với xu hướng rất là mạnh mẽ cùng với những ông lớn. Thì anh chị thấy được cái nền tảng của Sisu rất là lớn anh chị ạ. Rồi, vậy thì tiếp theo đó là Sisu phát triển hệ sinh thái kế tiếp, đó là về web 3.0. Về web 3.0, vậy thì như Hùng đã nói, đó là về thị trường Internet kế tiếp, nó sẽ là web 3. Vậy thì web 3 là gì? Thì anh chị có thể gõ thêm Google hoặc là YouTube anh chị ạ, để chúng ta hiểu thêm cái định nghĩa web 3. Tại sao web 3 nó lại một cái thế kỷ Internet kế tiếp? Nó thế là một thế kỷ Internet kế tiếp nhé. Và nó là cái xu hướng lớn như thế, cùng với tích hợp với lại NFT và Metaverse. Thì anh chị sẽ hiểu được cái thị trường nó lớn và cái xu hướng nó mạnh mẽ thế nào. Tại sao nó tạo ra dòng tiền kinh khủng hơn cả mạng xã hội? Nó tạo ra cái dòng tiền kinh khủng hơn hiện tại so với Internet 2.0. Thì anh chị sẽ thấy được cái sự phát triển của Sisu nó cũng sẽ lớn như thế nào. Và anh chị sẽ thấy được đó là tại sao ngày hôm nay anh chị em mình đầu tư với Sisu, nó là một sự lớn mạnh và nó tạo nên cái sự thịnh vượng lâu dài cho chúng ta rất là lớn ở đây. Rồi, và tiếp theo thì Sisu họ phát triển thêm cái nền tảng, sau khi họ phát triển đó thì họ phát triển nền tảng về game, đó là GameFi. Tức là họ sử dụng công nghệ blockchain và họ sẽ sử dụng chính cái
cái đồng token mà anh chị đang thấy, đó là SFCA của NFT, để họ sử dụng trong cái thế giới chơi game để mua những cái vật phẩm trong game, như là cái những cái vật dụng mà cái thị trường game họ chơi, đúng không ạ? Vì thị trường game là một cái thị trường tạo ra các dòng lợi nhuận trên toàn cầu cực kỳ lớn anh chị ạ. Bởi vì anh chị đã thấy được là, ví dụ anh chị có thể gọi lên Google là năm 2001 là tập đoàn Google mua lại một cái tập đoàn game, một tập đoàn game cực kỳ lớn với trị giá là 76 tỷ đô với cái tập đoàn này anh chị, để họ ứng dụng cái token để họ tạo nên cái sự lưu trữ và họ tạo nên cái lượng lợi nhuận lớn cho doanh nghiệp. Vậy thì Sizu ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ phát triển về game phi, đó là blockchain, để ứng dụng chính cái token của NFT của họ, đó là SFCA, để sử dụng và lưu lượng trong giao dịch game và tạo nên cái lợi nhuận cho chính người chơi game và tạo nên cái lợi nhuận cho chính doanh nghiệp và cái hệ sinh thái. Vậy thì Sizu đang là một hệ sinh thái cực kỳ lớn và một cái nền tảng cực kỳ lớn với cái xu hướng mạnh mẽ sắp tới, anh chị sẽ thấy, đúng không ạ? Rồi, vậy thì Sizu kế tiếp đó là quý 2 của năm 2023, anh chị sẽ thấy được Sizu sẽ chính thức đó là khởi chạy ví Wallet của mình, hay còn gọi là Dapp Wallet trên màn hình, anh chị thấy đó là Sizu Dapp Wallet, đó là chạy về ví blockchain riêng. Vậy thì trên thị trường anh chị thấy được ví blockchain riêng gồm có như là ví blockchain, hay là ví chất Wallet, đúng không ạ, hay là ví Meta, hay là ví Trolling. Thì ngày hôm nay Sizu cũng sẽ có cái ví riêng của mình, sẽ có ví Sizu riêng của mình. Anh chị đang giao dịch bất kể cái đồng coin nào trên thị trường thì anh chị có thể trừ được trên chính ví của Sizu. Mà khi anh chị trừ trên ví của Sizu đó là tăng tạo nên cái hệ sinh thái cho Sizu. Và khi anh chị giao dịch và trừ trên đấy thì Sizu sẽ thu phí cũng giống như chất Wallet đang thu phí anh chị. Khi nắm giữ và đồng coin trên chính web, trên chính ví của họ thì ngày hôm nay Sizu cũng thế. Vậy thì có phải là Sizu đang có một hệ sinh thái rất là lớn, đúng không ạ? Và kế tiếp sau khi mà họ phát triển về nền tảng ví Wallet riêng của họ rồi thì bắt đầu quý 3 năm 2023, anh chị sẽ thấy được đó là Sizu sẽ chính thức khởi chạy blockchain riêng của mình. Blockchain riêng của mình đó là Sizu blockchain, đó là Sizu họ có blockchain riêng nhé anh chị, có blockchain riêng. Thì ngày hôm nay Sizu đang khởi chạy trên chính blockchain của BCScan, của sổ cái của Binance. Thì quý 3 của năm 2023 thì họ sẽ chính thức khởi chạy blockchain riêng của mình. Cũng giống như anh chị thấy là trước đây BKDOT thì chạy trên cái nền tảng blockchain của ERC20 của Ethereum, và sau 2 năm phát triển trên cái hợp đồng thông minh của Ethereum thì họ đã chính thức là năm 2001 họ đã chạy trên chính cái blockchain của họ, đó là BKDOT, và tạo nên cái hệ sinh thái cho BKDOT rất là lớn và tạo nên cái giá trị của BKDOT từ 0.1 mà đến đỉnh điểm cao nhất là đạt 68 đô và hiện tại đang ở 10 đô anh chị nhé. Vậy thì ở đây khi nó tạo ra hệ sinh thái thì nó sẽ tạo ra cái giá trị cho chính cái nền tảng này rất là lớn. Vậy thì ngày hôm nay Sizu Exchange của Sizu Exchange họ cũng tạo nên blockchain riêng của họ. Vậy khi họ khởi chạy blockchain riêng vào quý 3 năm 2023 thì anh chị sẽ thấy được cái hệ sinh thái của Sizu nó còn lớn mạnh hơn rất là nhiều nữa. Bởi vì ở đây các hệ sinh thái họ cũng sẽ chạy trên chính blockchain riêng của mình. Cái thứ hai là rất nhiều nền tảng ở trên thị trường về những cái token họ muốn họ phát triển thì họ cũng có thể phát triển trên chính cái blockchain của Sizu. Vậy khi mà họ đã phát triển trên chính blockchain của Sizu thì sẽ tạo nên các hệ sinh thái cho Sizu và tạo nên khối lượng giao dịch cũng như là tạo nên một cái phí, và khi phát triển trên đấy thì vậy thì sẽ tạo nên cái dòng lợi nhuận cho về Sizu rất là lớn. Vậy thì khi mà Sizu Exchange có những cái hệ sinh thái như thế, có những cái nền tảng phát triển như thế thì có phải là anh chị em mình đang đầu tư với một cái nền tảng thực sự lớn và thực sự hiệu quả, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ ích tài sản rất lớn từ cái nền tảng Sizu này đấy. Thì đó là cái mà Hùng chia sẻ, đó là chúc mừng cho tất cả anh chị em mình ngày hôm nay chúng ta đang chọn được với một cái nền tảng về thị trường, về marketing, về nền tảng về thị trường crypto, là một cái nền tảng thực sự hệ sinh thái lớn và họ thực thi từng hệ sinh thái một, đúng không ạ? Và họ tạo nên cái nguồn đó là cái thu nhập thặng dư cho tất cả nhà đầu tư mình đấy, và cái sự an toàn cho chính nhà đầu tư của mình và anh chị em mình anh chị nhé. Thì đây là tất cả về hệ sinh thái Sizu Chain và cái nền tảng của Sizu. Rồi Hùng cũng sẽ tóm tắt một số cái về cái lộ trình để anh chị thấy được là ngày hôm nay Sizu có những lộ trình rõ như thế nào. Thì cái này thì Hùng chỉ tóm tắt lại vài cái nội dung ngắn thôi, còn có thêm thông tin anh chị muốn hiểu rõ hơn thì anh chị nhờ, đó là gì ạ? Nhờ những anh chị đã chia sẻ cho mình và những anh chị đã kết nối với mình, đúng không ạ? Gửi cho anh chị cái slide này,
đó là bài tóm tắt lộ trình của Sizu. Còn ở trên website của Sizu anh chị ạ, là có tất cả lộ trình của Sizu rất là rõ ràng, rất rõ ràng rồi. Vậy thì Hùng chỉ tóm tắt qua thôi. Thứ nhất anh chị lưu ý là quý 2 của năm 2023 thì Sizu Exchange sẽ chính thức khởi chạy ví và blockchain riêng của mình, của Sizu. Cái thứ hai là quý này thì Sizu Exchange cũng sẽ niêm yết cái token của mình lên hai sản thống kê, gọi là hai sản thống kê về crypto lớn nhất thế giới hiện nay, đó là CoinMarketCap và CoinGecko. Vậy CoinMarketCap và CoinGecko là họ thống kê là trên thị trường crypto này có hàng bao nhiêu ngàn token và hàng bao nhiêu ngàn token về coin, về token, về meme hay là những cái thị trường khác. Đúng không ạ? Thì thống kê hết toàn bộ trên này. Và cái hai cái sản thống kê này thì họ cũng thống kê luôn là tổng khối lượng volume của từng cái mã token một trong 24 giờ giao dịch, cũng như là volume của toàn bộ thị trường crypto là bao nhiêu. Vậy thì giai đoạn này Sizu Exchange cũng sẽ niêm yết cái token của mình lên hai sản thống kê lớn này anh chị ấy. Đấy. Vậy thì tiếp theo đó là quý 3 của năm 2023 thì Sizu Exchange cũng sẽ chính thức đó là khởi chạy blockchain riêng của mình, đó là Sizu Blockchain, như Hùng khi nãy vừa nói anh chị. Đúng không ạ? Vậy thì lúc này chúng ta sẽ thấy được cái nền tảng của Sizu rất là lớn. Và trong cái quý này thì Sizu cũng sẽ hợp tác rất nhiều các đối tác về blockchain và những cái đối tác khác để làm gì ạ? Để tạo nên cái giá trị, cái thương hiệu và quảng bá cho Sizu rất là lớn, rất là lớn. Và trong cái này họ cũng sẽ đưa danh sách của token của mình lên các sàn giao dịch, lên các sàn giao dịch nhé. Còn cụ thể như thế nào anh chị có thể tìm hiểu trên cái slide này hoặc là trên chính website lộ trình của công ty thì điều public rất là minh bạch trên website rồi. Nhưng Hùng tóm tắt đấy là gì để gửi cho anh chị, để anh chị nắm thêm thôi, anh chị hiểu hơn. Rồi, đặc biệt là quý tư, anh chị sẽ thấy là quý tư năm 2023 thì Sizu Exchange sẽ chính thức đó là gì ạ, khởi chạy sàn giao dịch DEP, đúng không ạ, đó là gì ạ, MMDEP, gọi là sàn phi tập trung của Sizu, khởi chạy sàn riêng của Sizu nhé anh chị, vào quý tư năm 2023. Rồi trong quý này thì Sizu Exchange họ cũng sẽ chính thức đó là xuất bản kế hoạch phát triển 10 năm của sàn giao dịch Sizu, để sở hữu được trong 10 năm phát triển đó họ sở hữu là 200 triệu người dùng trên chính sàn giao dịch của Sizu nhé. Thì anh chị sẽ thấy được nền tảng của Sizu là một trong những nền tảng mà anh chị em mình đang đi, đó là một nền tảng thực sự, nó là một nền tảng thực sự nha anh chị. Rồi kế tiếp anh chị sẽ thấy được là lúc này Sizu cũng sẽ khởi chạy đó là marketplace của Metaverse, đó là khởi chạy về chợ trao đổi về vũ trụ ảo, hay gọi là sàn trao đổi về vũ trụ ảo nhé, đó là Metaverse, đó là những cái đất ảo hay tất cả mọi thứ trên này thì họ sẽ khởi chạy vào cái quý tư này, cái quý tư năm 2023. Và tiếp theo trong quý tư năm 2023 có nó một cái sự đặc biệt nữa là gì ạ? Đó là người dùng và nhà đầu tư trên toàn bộ thị trường và người dùng trên toàn cầu có thể sử dụng trực tiếp tiền fiat để mua trực tiếp đồng Sizu được. Mua trực tiếp đồng Sizu được. Tức là anh chị thay bằng anh chị dùng bằng USDT hay là anh chị đang có thể là giao dịch trên Binance, anh chị có thể dùng tiền Việt của mình mua bất kỳ đồng coin nào, Bitcoin là Ethereum hay là USDT bằng chính tiền Việt của mình thì nó gọi là tiền fiat, hay còn gọi là tiền pháp định anh chị nhé. Thì lúc này Sizu Exchange anh chị có thể dùng chính tiền trong tài khoản của mình lên trực tiếp sàn giao dịch của Sizu, lên trực tiếp các sàn giao dịch mà Sizu được list, anh chị có thể mua trực tiếp Sizu về ví của mình. Đúng không? Đó là cái sự mà anh chị thấy được là Sizu là một cái nền tảng thực sự, nó lớn như thế nào và nó sẽ đạt hiệu quả cao với nhà đầu tư như thế nào. Đúng không? Và trong cái quý này thì quý tư của năm 2023 này thì Sizu họ cũng sẽ đưa cái danh sách token của mình đó là lên sàn Binance, lên sàn Binance anh chị ạ. Vậy thì sàn Binance là một trong những cái sàn giao dịch cực kỳ lớn ở đây, cực kỳ lớn ở đây. Thì lúc này Sizu cũng đưa cái danh sách của mình lên sàn Binance. Đúng không? Vậy thì ngày hôm nay anh chị em mình đang có một cái cơ duyên, một cái may mắn, đó là chúng ta đang đồng hành với Sizu Exchange trong cái giai đoạn đó là gì ạ? Giai đoạn đầu công ty đang phát triển về doanh nghiệp, đang phát triển về nền tảng. Đúng không ạ? Vậy thì khi ngày hôm nay anh chị em mình đang đầu tư, đang phát triển cùng với một cái nền tảng thực sự, và trong cái giai đoạn đó là gì ạ? Chúng ta đang phát triển cùng với lúc họ đang xây dựng sản phẩm, xây dựng hệ sinh thái, xây dựng nền tảng. Vậy thì nó sẽ đạt cái hiệu quả rất là cao. Chính vì điều đó ngày hôm nay Sizu đang 6 số 0, đang 6 số 0. Nếu mà tính cả số 0 phía trước nó là 7 số 0 nha anh chị. Vậy thì cũng phải là cơ hội của anh chị em mình ngày hôm nay đầu tư với Sizu để nhân 10 tài sản hay nhân 5 tài, hay là nhân 100 tài sản sau 1 năm.
nó không khó anh chị nhé. Với một hệ sinh thái như thế, với một cái nền tảng như thế, với một cái cộng đồng đang phát triển, thì chắc chắn Sizu sẽ đạt được và nhà đầu tư mình cũng sẽ đạt được x10 với lại x10 cho đến 100 sau một năm. Đúng không ạ? Đúng anh chị. Thì đây là một cái mà anh chị mình, đây là một cơ hội rất là lớn, rất là lớn. Tức là kể cả những anh chị 50 đô, anh chị 100 đô vẫn có thể tạo nên cú hích, vẫn tạo nên x10, x100 cho mình được. Đấy, đó là một cái mà Hùng muốn chia sẻ cho anh chị. Vậy thì ngày hôm nay anh chị thấy được không ạ? Đó là chúng ta đang chọn đến nền tảng của Sizu làm một cái sàn giao dịch. Thứ hai, đồng Sizu là đồng token, đó là đồng Sizu là đồng của sàn giao dịch. Và các hệ sinh thái của Sizu đang diễn ra. Đúng không? Và là một những hệ sinh thái lớn thì nó tạo nên là cái sự bền vững cũng như là cái nền tảng phát triển rất là lớn và cái sự an toàn cũng như cái đột phá cho chính anh chị em mình rất là lớn nha anh chị. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị trong cái buổi ngày hôm nay thì Hùng cũng chia sẻ về cái nền tảng cái hệ sinh thái của Sizu và cũng như là về lộ trình phát triển của Sizu. Tại sao ở đây Sizu là một nền tảng thực sự lớn và thực sự để cho anh chị em mình tạo một cái sự đột phá trong tài chính và đột phá trong thị trường crypto này anh chị nhé. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị đã nghe cái buổi chia sẻ của Lê Hùng. Rồi, chúc anh chị có thật nhiều năng lượng để chúng ta tiếp đến một cái mục thứ hai, đó là về kế hoạch đầu tư cũng như là kế hoạch phát triển thị trường cộng đồng cùng Sizu, làm sao để chúng ta cùng có tạo lợi nhuận, tạo cộng đồng Sizu và chúng ta sẽ tạo nên là cái tài sản của mình 100.000, 200.000 hay là 500.000 đô sau năm 2022 nha anh chị. Thì ở đây sẽ đến cái mục thứ hai, đó là cái mục anh Hải. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị. Vâng, xin chào tất cả anh chị. Các anh chị thấy là vừa rồi bạn Hùng bạn chia sẻ cho các anh chị mà chúng ta thấy rằng là một cái chiến lược và một cái sự phát triển và một cái kế hoạch và một cái nền tảng của Sizu Chain rất là tuyệt vời đúng không ạ? Thì tiếp theo đó là cái phần Hải sẽ chia sẻ giúp cho các anh chị biết làm sao để chúng ta có một cái kế hoạch để đầu tư, làm sao để chúng ta kiếm được cái thu nhập và kiếm được lợi nhuận từ Sizu Chain. Thì lời đầu tiên đó thì Hải xin phép được tự giới thiệu về bản thân mình, đó là tên đầy đủ là Nguyễn Cao Hải. Nghề nghiệp thì đang làm về bất động sản, nhưng mà rất may mắn trong rất nhiều năm vừa rồi thì Hải cũng có làm về cái vấn đề về crypto. Và gần đây thì cũng có được mấy anh em chia sẻ cho về Sizu Chain và cũng đã tham gia và đầu tư cùng Sizu Chain. Ở trong thời gian đầu tư thì cũng có anh em cũng có nghiên cứu và cũng thấy rằng Sizu Chain nó có một cái nền tảng tốt và cũng có một cái hướng đi của Sizu Chain rất là tuyệt vời, nền tảng tốt và cả cái hệ sinh thái của họ rất đi rất là chắc chắn và họ sẽ hướng đến cái cộng đồng giúp cho tất cả các cái nhà đầu tư chúng ta sẽ kiếm được cái thu nhập từ Sizu Chain. Cho nên là hôm nay Hải ở đây để rất là may mắn hôm nay là cũng được ban tổ chức là cho mình ngồi đây để giới thiệu cho tất cả các cô chú anh chị chúng ta về làm thế nào chúng ta đầu tư với Sizu Chain để chúng ta có một cái lợi nhuận tốt nhất. Thì trước tiên thì Hải cũng xin phép được cô chú anh chị ở đây là chúng ta có một số các cô chú anh chị chúng ta rất là nhiều tuổi đúng không ạ? Có những cô chú anh chị chúng ta hơn 80 tuổi rồi đấy. Và cũng có rất nhiều các anh chị em chúng ta rất là cũng nhỏ tuổi hơn. Cho nên xin phép là xưng anh chị và tôi để cho dễ chia sẻ trong cái buổi room ngày hôm nay. Thì cô chú anh chị ạ, chúng ta đầu tiên chúng ta phải xác định rõ là cái nền tảng và cái chiến lược phát triển của dự án Sizu Chain. Cái thứ nhất là sàn giao dịch, đúng không ạ? Sizu Chain sẽ xây dựng một sàn giao dịch tiền thuật toán. Cái thứ hai là phát triển thị trường Metaverse. Cái là bạn Hùng vẫn nói rất rõ về các cái nền tảng rồi, đúng không ạ? Và thứ ba là đúc NFT, đúng không ạ? Và thị trường Metaverse, nghĩa là có cái tiếp theo đó là có một cái
khi mà các cái vật phẩm ra các anh chị, cái sàn NFT ra thì cái vật khi bán cái vật phẩm á, thì các anh chị chúng ta có cái đồng coi đó là gì, SFCA. Cái thứ tư đó là gì, Ethereum Chain có blockchain riêng. Cái thứ năm là Ethereum Chain có ví riêng. Và cái thứ sáu là phát triển nền tảng Web3 và GameFi. Cái là bạn Hùng Vận vừa nói rất rõ về cái vấn đề này rồi. Và bây giờ chúng ta làm thế nào để chúng ta đầu tư? Làm thế nào để chúng ta đầu tư vào Ethereum Chain để chúng ta có lợi nhuận tốt nhất? Và chúng ta có cái, nói đến đầu tư thì nói thật sự các cô chú anh chị, chúng ta làm thế nào để chúng ta hoàn vốn nhanh nhất, đúng không ạ? Thì bây giờ Hải sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị chúng ta. Đầu tiên, Ethereum Chain có 8 cái gói đầu tư. Đó. 8 gói đầu tư đó là từ 50 đô cho đến 25.000 đô. Và đầu tư trong hai mức đó là 9 tháng và 18 tháng. Và khi cô chú anh chị đầu tư vào từ 50 đô cho đến 25.000 đô để khi chúng ta mua cái đồng Shizu, sau đó chúng ta gửi lại sàn 9 tháng hoặc 18 tháng. Nếu chúng ta gửi lại sàn 9 tháng thì là chúng ta sẽ được lợi nhuận từ 6% cho đến 15% trên tháng. Và nếu chúng ta gửi trong vòng 18 tháng thì chúng ta sẽ được lợi nhuận từ 8% cho đến 17% một tháng. Đó các anh chị. Với cái mức đầu tư đó là 50 đô thì bao nhiêu cô chú anh chị chúng ta có thể đầu tư được? Rất nhiều cô chú anh chị chúng ta có thể đầu tư được với mức độ 50 đô. Đúng không ạ? 100 đô cũng có thể rất nhiều cô chú anh chị chúng ta đầu tư được. 250 đô, 500 đô, 1.000 đô, 5.000 đô, 10.000 đô và 25.000 đô. 25.000 đô thì chỉ trong vòng 3 tháng thôi là chúng ta đã thu hồi vốn rồi. Đấy là một cái điều rất là tuyệt vời. Thì nếu như chúng ta đầu tư này, sau khi chúng ta đầu tư và chúng ta gửi lại sàn thì chúng ta vẫn được lợi nhuận hàng ngày. Nhưng Ethereum Chain sẽ giả cô chú anh chị là 6% trên tháng nhưng mà bằng đô. Giả bằng đô nhưng mà lại khi mà tính tiền ra thì lại tính bằng đồng STZ, nghĩa là STZU cô chú anh chị. Vì vậy cho nên lại cái đồng ST, nghĩa là STZU này nó lại lên hàng ngày cô chú anh chị. Đấy mới là cái vấn đề. Vì vậy chúng ta đang có một cái lãi kép. Lãi kép như nào thì cô chú anh chị, chúng ta đến cái phần tiếp theo, đó là thu nhập. Khi nó có một cái thêm một cái phần thu nhập nữa là gì? Cô chú anh chị nhớ nhá. Chúng ta đang đầu tư ví dụ như 25.000 đô chẳng hạn nhé. Thì hàng tháng cô chú anh chị chúng ta được công ty, nghĩa là Ethereum trả cho cô chú anh chị là bằng đô nhưng lại tính ra bằng đồng STZU. Nhưng ở đồng STZU thì cô chú anh chị thấy không, lúc đầu tiên chúng tôi vào á là nó chỉ là 0.60 cộng mấy năm và rất một số thập phân nhỏ đằng sau nữa. Nhưng đến ngày hôm nay thì là cô chú anh chị thấy không, là bao nhiêu rồi ạ? Là mà 8 bao nhiêu rồi ạ? Nó đã là 8. Hiện nay bây giờ nó là 8 bao nhiêu? 8946, đến giờ phút này là 8946 nhá. Đó. Thì nó đã lên bao nhiêu phần trăm rồi cô chú anh chị? Đó. Nhưng không dừng ở đó. Sau khi mình cô chú anh chị chúng ta đầu tư vào Ethereum Chain mà chúng ta thấy có lợi nhuận và có thu nhập, chúng ta có thể kết nối. Thì Ethereum Chain có thể còn có một cái phần đó là gì? 7 cấp độ để giúp cô chú anh chị có một cái phần thưởng nữa. Chúng ta gia tăng thêm một cái thu nhập. Đó là gì? Tầng 1 cô chú anh chị được 8%, không cần điều kiện gì cả. Khi mà cô chú anh chị chỉ cần mời bất cứ một nhà đầu tư mới nào thôi, kích hoạt bất cứ một gói đầu tư nào từ 550 đô cho đến 25.000 đô thì cô chú anh chị đã được 8%, không cần điều kiện. Nhưng khi một người cô chú anh chị ở tầng 1 người ta mời ra tầng 2, chúng ta được 4%,
Nhưng với điều kiện chúng ta phải có 3F1, tối thiểu kích hoạt 50 đô. Cô chú anh chị nhớ nhá, là rất nhiều cô chú anh chị chúng ta đang không hiểu rõ về cái chính sách của Sisu. Có rất nhiều người có nói với tôi rằng là tại sao tầng 2 của tôi kích hoạt mà tôi lại không có tiền. Tôi chỉ hỏi lại bạn ấy là thế em đã có mấy F1 rồi? Thì bạn bảo em mới có 2 F1. Đương nhiên là không được rồi. Cho nên tất cả những cái chính sách, cô chú anh chị chúng ta nên hiểu rõ về chính sách để chúng ta đầu tư và để chúng ta kinh doanh và để chúng ta phát triển thị trường, đúng không ạ? Và tầng 3 chúng ta được 2%, nhưng chúng ta phải có 4 F1, kích hoạt tối thiểu là gói 50 đô. Tầng 5 1% là tối thiểu 5 F1, cũng kích hoạt 50 đô. Tầng 6 đến tầng 8 0,5%, 5 F1, tối thiểu kích hoạt 50 đô. Và tầng 9 đến tầng 12 0,25%, tối thiểu 5 F1, kích hoạt 0,5 50 đô. Đó. Nếu như các cô chú anh chị chúng ta hưởng đến 12 tầng thì tốt nhất chúng ta sẽ làm 5 F1 để chúng ta không bị mất những cái thu nhập từ Siro Chen cho chúng ta hưởng, nhưng mà thực ra chúng ta lại không để ý cái chính sách. Cho nên rất nhiều người bị mất ở cái tầng 1 thì không nói, như tầng 2, tầng 3, tầng 4 là tôi đảm bảo luôn với cô chú anh chị là trong tất cả những cô chú anh chị hôm nay ngồi nghe room ở đây là rất nhiều người bị mất ở cái tầng 2, tầng 3. Cho nên chúng ta lưu ý lại cái phần này nhé. Cái phần này là chúng ta cũng có thu nhập rất là tốt ạ. Tiếp theo là gì ạ? Chúng ta có thu nhập đến 4 đời. 4 đời là gì ạ? Là thu nhập trên thu nhập. Nghĩa là khi cô chú anh chị hỗ trợ cho tất cả các nhà đầu tư từ giáp mình, nghĩa là đời 1, giáp mình, đời 2, đời 3, đời 4 phát triển được, có thu nhập thì chúng ta lại hưởng trên thu nhập của họ. Đó là gì? Đời thứ nhất chúng ta được 10%, là không cần phải điều kiện gì, chỉ cần tài khoản cá nhân yêu cầu kích hoạt tối thiểu 50 đô là chúng ta đã hưởng thu nhập trên thu nhập của đời thứ nhất. Nhưng thu nhập trên thu nhập gián tiếp từ đời thứ hai chúng ta được 5%, nhưng doanh số chúng ta phải có 20.000 đô chia đều cho 3 nhánh. 2 nhánh là 40-40 và 1 nhánh 20. Và phải có 5 nhà đầu tư trực tiếp kích hoạt tối thiểu là 50 đô. Đó. Hôm nay Hải sẽ nói rất là cặn kẽ và chậm rãi để cô chú anh chị hiểu. Và thu nhập trên thu nhập gián tiếp từ đời thứ 3, cô chú anh chị sẽ được hưởng 3%. Doanh số phải đạt 50.000 đô trên 3 nhánh. 40-40-20 và cũng phải có 5 F1 kích hoạt 50 đô tối thiểu. Rồi thu nhập trên thu nhập gián tiếp từ đời thứ 4 được 2%, nhưng doanh số của cô chú anh chị chúng ta phải đạt 125.000 đô, cũng chia đều cho 3 nhánh 40-40-20 và phải có 5 F1 kích hoạt tối thiểu là 50 đô. Vì vậy, chúng ta nhớ này, có 3 nhánh là 40-40-20 rồi thì chỉ cần có 2 nhánh nữa là kích hoạt 50 đô là ok rồi, đúng không ạ? Đó là chúng ta được tiền thu nhập phát triển thị trường và thu nhập trên thu nhập của chúng ta phát triển thị trường từ tiền dưới.
Nhưng ở ở Zero Exchange có một cái hay như này cô chú anh chị. Cô chú anh chị sẽ được hưởng 3 đời của tuyến buộc của cái người mời cô chú anh chị á, mà còn hất lên trên, đó là 3 đời. Đó. Vấn đề ở đây nó là chỗ này. Ba đời ở đâu có này? Cô chú anh chị phải hình dung này. Có rất nhiều các chương trình tài chính hoặc là các công ty ở ngoài kia kìa, người ta sẽ là người ta sẽ nói là này. Ô làm thì toàn làm cho người trên ăn thì không có người dưới, không rất là vất vả. Cái đấy là một cái suy nghĩ rất là thiển cận của cô chú anh chị. Nhưng mà thực tế là thế này. Ở Zero Ken nó sẽ giúp cho cô chú anh chị nó có một cái hay như này. Sẽ trả cái công sức của cô chú anh chị phát triển thị trường rất là tuyệt vời ở chỗ này. Nếu như người ở trên giới thiệu cô chú anh chị á, mà người ta có thu nhập, cô chú anh chị cũng được thu nhập luôn. Đó là gì? Chúng ta sẽ được hưởng 3 đời của tuyến trên. Cấp độ 1, đó là người giáp, cô chú anh chị. Cô chú anh chị sẽ được 5%. Khi doanh số của chúng ta đạt 20.000 đô, có nghĩa là ở cái phần tuyến dưới cô chú anh chị đã hưởng 5% ấy. Cũng chia đều ra 40-40-20 và cũng phải có 5F1, tối thiểu kích hoạt 50 đô. Và người kế tiếp cấp độ 2, đó là người trên của cái người giới thiệu cô chú anh chị, chúng ta được 3%. Doanh số chúng ta cũng đạt 50.000 đô, chia đều cho 3 nhánh, đó là 40-40-20 và cũng phải có 5F1 kích hoạt tối thiểu 50 đô. Có phải là giống như lúc nãy chúng ta ở bên kia chúng ta cũng được hưởng 3% đúng không ạ? Rồi tiếp tục, người tuyến trên nữa, đó là thứ ba, chúng ta cũng được hưởng thu nhập trên thu nhập của cái người đó là 2%. Doanh số cũng đạt từ một, cô chú anh chị phải đạt là 125.000 đô và cũng chia đều cho ba chân, một là 40-40-20 và tối thiểu vẫn là 5F1 kích hoạt 50 đô. Đó là điều kiện đúng không ạ? Thì chúng anh chị thấy không, có nghĩa là gì? Ở Zero Exchange chúng ta được hưởng 3 cấp độ của người sponsor, có nghĩa là người phía trên của chúng ta. Có rất nhiều người, ví dụ như ở Việt Nam mình có rất nhiều người là hiện nay nếu như ở ăn, nghĩa là có rất nhiều người là ăn được 3% và 2% ở nhánh Hàn Quốc luôn đấy. Đấy mới là vấn đề đấy cô chú anh chị. Chưa dừng ở đây, xin dục xem còn trả thưởng cho chúng ta tiếp một cái phần thưởng mà cô chú anh chị sẽ thấy được là rất ít các chương trình mà đa số là không có. Đột phá thu nhập, cô chú anh chị. Đó là điều kiện thưởng của Zero Exchange, đó là gì? Lên level 1 là doanh số 20.000 đô ở 3 chân, đó là 40-40-20 và 5F1 trực tiếp tối thiểu kích hoạt 50 đô. Chúng ta được khoản thưởng ngay lập tức 400 đô. Cộng với tiền lương nhá, 200 đô trong vòng 8 tháng liên tiếp. Mà ở Việt Nam mình đã quá nhiều người được đấy. Còn level 2, doanh số là 50.000 đô, cũng 3 chân thôi, 40-40-20, 5 trực tiếp kích hoạt tối thiểu 50 đô, thưởng ngay lập tức 1.000 đô. Và trong vòng 8 tháng liên tiếp 500 đô. 500 đô bây giờ là nhân lên là bao nhiêu? Hơn 10 triệu. Ok, level 3, doanh số 125.000 đô, chia đều cho 40-40-20, 5 nhà đầu tư kích hoạt tối thiểu 50 đô, thưởng ngay lập tức 2.500 đô và tiền lương trong vòng 8 tháng là 1.250 đô liên tục. Nếu lên level 4, doanh số là 300.000, chia đều cho 3 chân, 40-40-20 và cũng 5
nhà đầu tư trực tiếp kích hoạt tối thiểu 50 đô được ngay lập tức thưởng nóng 6.000 đô và trong vòng 8 tháng liên tiếp sẽ được hưởng 3.000 đô trong vòng 8 tháng. Đó là tiền lương. Nếu lên level 5, 1 triệu đô chia đều cho 3 chân, 40, 40, 20 và 5 nhà đầu tư trực tiếp kích hoạt tối thiểu 50 đô được 20.000 đô và tiền lương 10.000 đô trong vòng 8 tháng. Level 6, doanh số 2 triệu đô, 40, 40, 20 và 5 trực tiếp thưởng nóng ngay 50.000 và 8 tháng liên tiếp mỗi tháng 2.000, 25.000 trong vòng 8 tháng liên tiếp. Rồi, nhiều thế. Level 7, doanh số là 7 triệu 500.000 chia đều cho 3 chân, 40, 40, 20 và 5 nhà đầu tư trực tiếp, 150.000 thưởng nóng và 75.000 đô trong vòng 8 tháng liên tiếp. Và level 8 là 20 triệu 40, 40, 20 và 5 nhà đầu tư trực tiếp. Nhưng level 8 nó có một cái hai khác biệt ở chỗ là gì? Thưởng ngay lập tức 400.000 đô và lương 8 tháng, không phải 8 tháng nữa nhá, mà là trọn đời luôn là 75.000 mỗi tháng trọn đời của dự án. Đó là level 8. Có phải là rất nhiều không cô chú anh chị? Ok, bây giờ đến tiếp theo đó là gì? Lợi nhuận đầu tư ấy, thì hàng ngày cô chú anh chị ạ thông báo thì là mã STZU. Cái lợi nhuận đầu tư thì chúng ta bằng mã của STZU, nhưng mà thưởng á và tiền lương thu nhập á thì đến hàng tháng. Chúng ta lưu ý chỗ này nhá, tại vì tất cả các video này tôi sẽ lưu lại hết, nhưng mà các cô chú anh chị chúng ta sẽ phải lưu ý rõ chỗ này này. Cái thứ ba là để thu nhập từ tuyến dưới và tuyến trên sẽ đến hàng tuần. Để chúng ta đỡ thắc mắc này. Tiếp theo là mức thu nhập thù lao sẽ đến hàng ngày tức thì. Tức là khi chúng ta kích hoạt cho người mới cái là tức thì nhá. Và cái chỗ mà 400% này cô chú anh chị nhớ này này, mỗi một mã cô chú anh chị kích hoạt bất cứ một cái mã nào thì doanh số của chúng ta đạt nhận thu nhập tối đa sẽ là 400% nhận được. Sau đó chúng ta phải kích hoạt lại mã mới. Đấy, lưu ý cái phần này nha. Ok, tiếp theo là gì ạ? Tiếp theo là cơ hội để thu nhập tăng gấp 8 lần cái thứ hạng hay không cô chú. Nếu như chúng ta level 1 á, thì chúng ta đang là đạt doanh số 20.000 đô thì chúng ta 40, 40, 20 là 5 trực tiếp. Đúng không ạ? Thì chúng ta được 400%. Và level 2 thì doanh số là 50.000 đô, 40, 40, 20 và 5 trực tiếp thì chúng ta x 500%. Level 3 doanh số 125.000 đô, 40, 40, 20 và 5 trực tiếp chúng ta x 6%. Level 4 là doanh số 300.000 đô thì chúng ta là 40, 40, 20 và 11 trực tiếp nhé. Cô chú nhìn chỗ này nhá, rất nhiều người cái đoạn cuối này là không nghe, nhưng mà sau lại không để ý là cứ nghĩ là 5 trực tiếp là đều đến tận cuối nhá. Nhưng mà riêng level 4 để chúng ta x 700% ấy là chúng ta phải có 11 trực tiếp kích hoạt tối thiểu 50 đô. Tiếp theo level 5 doanh số chúng ta 1 triệu đô, 40, 40, 20 và cũng cộng 11 trực tiếp tối thiểu 50 đô, x 800%. Level 6 là doanh số 2.500 đô, 40, 40, 20 và 11 trực tiếp kích hoạt tối thiểu 50 đô, x 800%. Level 7 doanh số là 7.500 à 7.500 đô,
40-20 và 11 trực tiếp x 800%. Level 8 doanh số 20 triệu đô. 40-20 và 11 trực tiếp x 800%. Chúng ta nhớ cái cơ hội thu nhập tăng gấp 8 lần này này. Ở chỗ là đến level 3 thôi là chúng ta 5 trực tiếp thì chúng ta được x 600%. Ví dụ cô chú anh chị chúng ta là kích hoạt 1.000 đô chẳng hạn, thì khi đến level 3 chúng ta được x lên là 600% chẳng hạn thế. Và level 4 là x 700%, nhưng phải 11 trực tiếp. Nhớ nhá, chúng ta lưu ý chỗ này, không là chúng ta hay quên chỗ này lắm, không đến lúc mà chúng ta đạt cái mức độ này mà chúng ta không xem xét là chúng ta bị thiếu một trực tiếp nào thôi là chúng ta đã mất rất nhiều tiền đó. Và điều kiện cô chú anh chị ạ, điều kiện để rút tiền ấy, thì rất nhiều các chương trình, Hải không muốn nói rõ cái chương trình nào cả, nhưng mà chúng ta đã đầu tư tài chính, chúng ta đã làm bất cứ một đồng crypto nào ấy, chúng ta kể cả là mua bán hoặc là trên sàn hay là cái gì đó, thì vấn đề rút tiền là cái quan trọng nhất, đúng không ạ? Điều kiện để rút tiền ở Shiro Chain rất là đơn giản thôi. Tối thiểu cô chú anh chị chúng ta chỉ đạt 20 đô thôi là chúng ta rút. Mà rút tiền blockchain á, TRC20, thì trên Binance hoặc là Gemitano hoặc là những cái gì mà chỉ cần có cái ví TRC20 là chúng ta rút được. Phí rút là 2,5% mã token STZU và nó sẽ được đốt cháy. Chúng ta lưu ý chỗ này nhá. Cô chú anh chị chúng ta nên nhớ là đạt đủ 20 đô rút. Đầu tư kiểu gì đi chăng nữa thì cũng rút. Lý do tại sao mà cái mã 25.000 đô lại chỉ có 3 tháng là hoàn vốn, nó là chỗ đó đấy. Khi chúng ta bảo toàn vốn rồi thì cô chú anh chị ạ, cái gốc của chúng ta, nhớ nhá cô chú anh chị nhớ là khi chúng ta bảo toàn vốn rồi thì cái gốc của chúng ta sau khi hết 9 tháng chỉ cần mất đi 2 số 0 là chúng ta đã gấp 100 lần rồi. Mà với Shiro Chain hiện nay bây giờ đang 6 số 0 và cô chú anh chị có tin không, ngày hôm nay nó đã là 8. Lúc nãy Hải vừa thông báo với cô chú anh chị là 8 bao nhiêu? 8946. Thì cô chú anh chị nhớ nhá, 946 chỉ còn rất nhỏ nữa thôi là nó vượt qua một số 0 rồi. Mà khi đã vượt qua một số 0 rồi, chúng ta có đầu tư, nhớ nhá, hiện nay bây giờ đang là cơ hội của chúng ta để chúng ta đầu tư, để là nếu như chúng ta mất một số 0 rồi thì chúng ta sẽ được ít đi cái đồng STZU. Đúng không ạ? Bây giờ là cơ hội chúng ta mất 2 số 0 rất là nhanh. Còn nếu như chúng ta mà mất 1 số 0 rồi chúng ta để cơ hội mất đi 2 số 0 á, thì nó lại hơi xa một tí. Nó sẽ mất nhưng mà nó sẽ xa. Nhưng tất cả cô chú anh chị mà đã đầu tư từ đầu đến giờ chắc chắn sẽ được mất 2 số 0. Tại vì cái ngày hôm nay đó là gì? 8946 rồi, cô chú anh chị trừ đi xem nó còn có bao nhiêu phần trăm nữa để là nó bay mất 1 số 0 rồi. Đó. Cho nên lúc này là lúc đang gấp rút để chúng ta đầu tư, để chúng ta được mất 2 số 0 rất là tuyệt vời không chú. Vì vậy nếu như cô chú anh chị nào á, chúng ta phải hiểu rõ này này, đầu tư á, nếu chúng ta có khả năng vốn để chúng ta đầu tư á, thì chúng ta đầu tư gói lớn thì chỉ trong vòng từ 3 tháng cho đến 3 tháng rưỡi là thu hồi vốn. Còn cái gốc của chúng ta là sau khi cái gốc đấy hết 9 tháng nhá, cô chú anh chị chúng ta nhớ một cái điều này, sau khi chúng ta hết 9 tháng chẳng hạn là chúng ta vẫn, ví dụ đầu tư vào 100 đô chẳng hạn, nó có hơn 1 triệu Shiro chẳng hạn, thì lúc đấy chúng ta nó có Shiro, nó có lên có 100 đô đi chăng nữa một Shiro thì vẫn Shiro vẫn giả cho cô chú anh chị là hơn 1 triệu Shiro. Đấy mới là cái vấn đề.
Còn nếu như cô chú anh chị chúng ta mà không có vốn ấy, chúng ta có 50 đô thôi chúng ta cũng có thể thành công được. Thì với cái chương trình mà hiện nay bây giờ Hải đang tư vấn cho rất nhiều các cô chú anh chị chúng ta đang tham gia ấy, đó là gì? Chỉ cần 300 đô thôi. Và tất cả mọi người đều cùng nhau đoàn kết. Và 300 đô đó là mỗi người cứ vào mã tổng và mã đỉnh và năm mã dưới đó là gì? 6 5 30, đúng không ạ? Cứ 5 nhân 5 thôi, đúng đến tầng 5 thôi là level 3. Mới level 3 thì bao nhiêu? Chúng ta đã đạt được lương 8 tháng cộng với cả là tiền thưởng nóng luôn. Đó. Vì vậy hiện nay bây giờ là đang là thời điểm mà kể cả quốc tế, cô chú anh chị thấy không ạ? Quốc tế đang vào rất là mạnh. Cho nên cái đồng Silochem của chúng ta nó không hàng ngày nó không lên chậm như lúc đầu tiên nữa mà bây giờ nó lên rất nhanh. Mới gần đây thôi. Chúng tôi tổ chức cái sự kiện là Hà Nội xong tổ chức sự kiện ở Sài Gòn thôi. Mà đến giờ phút này cách đây chỉ có một tuần thôi mà Silochem đã lên đã khá là cao rồi. Mà sắp mất một số 0 rồi. Vì vậy qua cái buổi chia sẻ ngày hôm nay của Hùng và của Hải, rất là mong cô chú anh chị chúng ta sẽ nghiên cứu lại và chúng ta xem xét và chúng ta sẽ nếu như đã thấy nền tảng tốt và cơ hội tốt và trả thưởng của Silochem ok tốt thì chúng ta nên đầu tư và chúng ta nhanh chóng để chúng ta được sở hữu nhiều đồng Siru hơn. Vâng, nếu tất cả các bạn thấy Silochem là một nền tảng và là kênh đầu tư tốt thì cô chú anh chị hãy nhấn vào đường link ở bên dưới để chúng ta đăng ký tham gia vào Silochem. Cái thứ hai, hãy ủng hộ cho kênh, đó là nhấn vào nút đăng ký và nút like và chia sẻ cho mọi người để biết. Ok, xin cảm ơn.